Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 352 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, sau khi Càn Nguyên Tiên Đế mới ném Đinh Thiên Nguyên Thung ra, liền có hơn 10 cường giả lao lên. Quỷ Nhung Đạo Quân đi đầu chụp Đinh Thiên Nguyên Thung trước, bị người đánh cho hộc máu, buộc phải thả ra. Mấy người khác cũng thế, mới chạm vào Đinh Thiên Nguyên Thung, liền bị tổn thương nặng. Đám người linh nữ chạy về, Thiên Nguyên Thần Tổ chụp Đinh Thiên Nguyên Thung vào tay, hô gậy đại sát tứ phương. Thiên Nguyên Thần Tổ mới vung được hai cái thì ném Đinh Thiên Nguyên Thung sang một bên, thở hồng hộc. Lá phổi của Thiên Nguyên Thần Tổ như bị thủng lỗ gió, gió thổi vù vù vào. Gã nói với nhóm linh nữ: "Nặng quá, thật sự quá nặng." Giọng của Giang Nam vang lên: "Nặng cỡ nào vậy?" Tay của Giang Nam xuyên qua quần hùng tấn công, cầm Đinh Thiên Nguyên Thung. Đinh Thiên Nguyên Thung vào tay Giang Nam rung động. Cây cột này đúng là quá nặng, nặng tới nỗi Giang Nam cần dốc hết sức mạnh của tay phải mới miễn cưỡng cầm được. Muốn hùa Đinh Thiên Nguyên Thung lên thì lực lượng cường đại vô biên như là Giang Nam cũng không chống được bao lâu. Hèn gì, đám người vạn vật đạo tổ cướp Đinh Thiên Nguyên Thung xong mới hùa được hai cái đã phải thả ra. Uy lực cây gậy này tuy đến đẳng cấp tiên thiên pháp bảo, thì nhưng muốn khống chế được nó, điều khiển được nó khó như lên trời vậy. Giang Nam cầm một tay rất vất vả, đành cầm Đinh Thiên Nguyên Thung bằng hai tay, thế mới dễ dàng hơn được. Giang Nam cảm giác Đinh Thiên Nguyên Thung rất khác lạ. Chí bảo tiên đạo này hút pháp lực của Giang Nam, giống như nuốt cầu vồng, kéo pháp lực của Giang Nam vào Đinh Thiên Nguyên Thung. Tình hình này không hiếm gặp. Một số pháp bảo cần pháp lực kích hoạt uy lực, chỉ cần rót pháp lực vào pháp bảo là sẽ kích phát ra sức mạnh của nó. Thế nhưng Đinh Thiên Nguyên Thung như không có cuối, pháp lực của Giang Nam bị hút vào như cái hang không đáy, không cách nào quán thông pháp bảo này. Hiện giờ Giang Nam mới biết tại sao đám người vạn vật đạo tổ Thái Nhất Thiên Quân khi ném Đinh Thiên Nguyên Thung đi thì trạng thái rất là yếu ớt. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ bị chí bảo tiên đạo hút đi hơn một nửa tu vi pháp lực của mình. Buông xuống. Giang Nam chưa kịp thăm dò kỹ càng thì đám người linh nữ Ma Kha Thiên Quân, La Ma Cổ Thần đạp hai con chim màu đỏ lao tới. Ở phương xa, vạn vật đạo tổ thúc dục kim quang chấn đạo đỉnh, đạo đỉnh treo cao ước vạn ánh sáng vàng chém tới, định giết bọn họ. Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân hợp sức vận chuyển Thanh Liên chấn đạo đỉnh, Ly Địa chấn đạo đỉnh, Huyền Vũ Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn giết tới. Cả đám cường giả cao thủ công kích cồ ạt. Chí bảo tiên đạo cộng thêm pháp bảo đạo quân tiền sử để lại tuyệt đối có thể oanh giết Giang Nam. Giang Nam vung Đinh Thiên Nguyên Thung lên. Âm 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 âm, tiếng nổ đinh tai vang lên, vô lượng ánh sáng vàng của kim quang chấn đạo đỉnh bị một cây gậy đánh nát. Kim quang chấn đạo đỉnh bị quét bay, mặt vạn vật đạo tổ đỏ ửng, máu trào lên cổ họng, gã té xuống. Lúc này vạn vật đạo tổ từng ôm Đinh Thiên Nguyên Thung đánh vài kích, pháp lực bị Đinh Thiên Nguyên Thung cắn nuốt đến bây giờ chưa phục hồi. Giang Nam hô Đinh Thiên Nguyên Thung lên thì sao vạn vật đạo tổ đỡ nổi được đây? Hai con chim màu đỏ chồm lên đè xuống đầu Giang Nam, mắt linh nữ lóe tia sáng, cây cầu xuyên qua tầng hư không thứ 6. Trên cầu là khung trời xám xịt, dưới cầu là dòng sông Hồng Mông chảy ồ ạt. Linh nữ điều động uy lực chí bảo tiên đạo, hai con chim màu đỏ lại có La Ma Cổ Thần, Ma Kha Thiên Quân trợ giúp, quyết chấn áp được Giang Nam. Giang Nam vung Đinh Thiên Nguyên Thung va chạm nhẹ với hai con chim màu đỏ. Linh nữ kinh kêu, hai con chim màu đỏ nhấn vào hư không bay ra tiên giới, không biết bay đi đâu trong hỗn độn. Có người hét lên:
đã hai kích rồi, hắn không còn bao nhiêu pháp lực đâu, không giơ nổi Đinh Thiên Nguyên Thung nữa đâu. Quần hùng phấn chấn tinh thần, chen chúc nhau xông lên. Giang Nam giơ lên Đinh Thiên Nguyên Thung, cũng lao lên đánh đâu thắng đó. Thần Mẫu Đạo Quân điều khiển chân thân kiếp trước của mình, vận chuyển Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh. Vô số xúc tu tung bay quấn Đinh Thiên Nguyên Thung lại. Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh bốc cháy ánh lửa, lửa vô biên dâng lên đốt Giang Nam. Ngọc Kinh Thiên Quân khởi động Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh, thuộc một trong năm Chấn Đạo Đỉnh. Ánh sáng xanh tràn ngập trong đỉnh, biến thành đóa hoa sen xanh xuất hiện dưới chân Giang Nam, muốn kéo hắn vào Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung hất mạnh, Thần Mẫu Đạo Quân bị nhấc lên, sau đó Đinh Thiên Nguyên Thung đè mạnh xuống. Thần Mẫu Đạo Quân bị đập vào Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh. Các xúc tu tự động thả lỏng Đinh Thiên Nguyên Thung ra. Thần Mẫu Đạo Quân và Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh bị đánh bay hướng Vô Nhân Cấm Khu. Vô Nhân Cấm Khu thủng một cái lỗ to. Thần Mẫu Đạo Quân và Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh đâm thủng Vô Nhân Cấm Khu, phá vỡ vách tường tiên giới, bay vào Hỗn Độn Hồng Mông. Thế đi của Đinh Thiên Nguyên Thung chưa hết, tiếp tục đè xuống. Ngọc Kinh Thiên Quân rên rỉ, bị quét trúng hai chân. Đôi chân Thiên Quân nổ tung, Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ còn lại nửa người trên. Đinh Thiên Nguyên Thung đè Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh đập vào hư không biến mất. Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt, nửa người trên hóa thành luồng sáng, xé gió đuổi theo Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh. Ngọc Kinh Thiên Quân sợ Chấn Đạo Đỉnh của mình bị đánh vào hỗn độn, không thể triệu hồi. Huyền Vũ Đạo Quân vọt tới. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân hợp thể thành Huyền Vũ Đạo Quân, pháp lực kinh thiên động địa, mạnh hơn Giang Nam rất nhiều. Rùa rắn cùng cầm giống, thanh âm đánh nát thiên địa, đạo âm mang theo uy lực diệt tuyệt tất cả, xông hướng Giang Nam. Giang Nam bị đánh, người run rẩy, giơ Đinh Thiên Nguyên Thung lên quét qua. Gào! Tiếng gầm của Huyền Vũ Đạo Quân càng thêm dữ dội, đạo âm hóa thành thực chất bao phủ trước người, ngưng kết thành tấm thuẫn to, cực kỳ cứng rắn. Tấm thuẫn vỡ thành mấy mảnh, đầu Đinh Thiên Nguyên Thung đập xuống, Huyền Vũ Đạo Quân tách thành hai, từ trên xuống dưới biến trở về Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, hai người né thoát cú đánh. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung vung lên, đầu gậy run lên, đánh xuống người của Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân. Hai đạo quân chuyển thế học máu, không biết bị đánh bay đi đâu. Đạo quân chuyển thế khác, đám người Thánh Ma Thiên Tôn xông lên, nhóm đại diễn cổ thần, Thiên Nguyên Thần Tổ cũng lao lên. Giang Nam hô Đinh Thiên Nguyên Thung như gió, một đường càn quét, không ai đánh lại. Bọn họ chưa áp sát đã bị Giang Nam đập cho hộc máu. Giang Nam quét sạch quần hùng, làm cho mọi người giật mình. Vạn Vật Đạo Tổ hô Đinh Thiên Nguyên Thung lâu nhất, thế nhưng cùng lắm là ba lần đã kiệt sức. Những người khác kém hơn đại giáo. Đại diễn cổ thần, Thiên Nguyên Thần Tổ chỉ hô hai cái là buộc phải ném Đinh Thiên Nguyên Thung đi. Nếu không thả Đinh Thiên Nguyên Thung ra, cổ thần như bọn họ cũng không chịu nổi, pháp lực sẽ bị Đinh Thiên Nguyên Thung cắn nuốt sạch sẽ. Giang Nam hô Đinh Thiên Nguyên Thung lao vào quần hùng càn quét tất cả. Trong vài giây ngắn ngủi, Giang Nam đã đánh ra hơn 10 kích. Lực lượng như thế, kinh hãi thế tục biết mấy. Giang Nam thầm sốt ruột, pháp lực của hắn chưa quán thông cùng Đinh Thiên Nguyên Thung, pháp lực đã cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục thế này, pháp lực của Giang Nam sẽ bị Đinh Thiên Nguyên Thung hút cho khô cạn. Không còn pháp lực, pháp, thân, đạo, quả hợp nhất lại sẽ bị phá vỡ, Giang Nam sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, hai cánh tay của Giang Nam đã bùn rủn, rất khó giữ trạng thái chiến đấu. Sức nặng, sự mạnh mẽ của Đinh Thiên Nguyên Thung vượt ngoài dự đoán của Giang Nam. Bỗng Khổ Hạnh Thiên Tôn chống gậy che màu vàng bước tới. Giang Thái Sư, Lão Tăng muốn hóa duyên với Thái Sư. Nếu Thái Sư chiếm Đinh Thiên Nguyên Thung này, sẽ trở thành kẻ thù chung của tiên giới, hãy giao cho Lão Tăng. Trên tiên thiên khổ trúc treo vầng trăng khuyết, Khổ Hạnh Thiên Tôn còn chưa nói xong, Giang Nam như một kẻ điên quét bay đi. Hậu Tôn Đạo Quân giật mình, gã vốn định cùng Khổ Hạnh Thiên Tôn xông lên, thấy vậy liền vội vàng rút lui. Tầng hư không thứ 6 bị Giang Nam đập cho nát bấy, các cường giả công kích hắn đều bị đánh bay vào hư không liền biến mất. Hai tay Giang Nam run run, chân cũng run, khó mà chống đỡ. Giang Nam hít sâu gầm lên, pháp, thân, đạo, quả hợp nhất lại. Pháp lực của Giang Nam
bị hút vào Đinh Thiên Nguyên Thung, bắt đầu quay ngược vào cơ thể hắn. Đây là điểm mạnh của pháp thân đạo quả hợp nhất. Cho dù chiến đấu lâu thật lâu thì pháp lực sẽ không biến mất chút nào. Đám người Cản Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân ngây ra như phỗng nhìn. Lúc này hư không nổ mạnh, vạn vật đạo tổ, linh nữ, thần mẫu đạo quân, cả đám quay về tầng hư không thứ 6. Giang Nam khẽ thở dài. Nếu ta chính đạo thiên quân thì còn cơ may hàng phục Đinh Thiên Nguyên Thung được. Thế nhưng pháp lực, lực lượng của ta hiện tại còn kém quá nhiều. Giang Nam khó khăn kéo Đinh Thiên Nguyên Thung, thế nhưng nó không nhúc nhích, đành ném Đinh Thiên Nguyên Thung đi. La Ma cổ thần thấy có cơ hội liền đánh lén Giang Nam, vỗ lưng hắn. Đám người Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân cũng công kích Giang Nam. Nhóm vạn vật đạo tổ sau khi điều khiển Đinh Thiên Nguyên Thung sẽ xuất hiện tình huống pháp lực suy yếu. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung lâu như vậy, chắc chắn pháp lực của hắn sẽ bị nuốt sạch sẽ. Giang Nam mỉm cười, vươn tay móc chung to ra khỏi trán, lắc chuông. Uy lực của vạn chú thiên chung bùng nổ, La Ma cổ thần hộc máu té xuống. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân chưa đến gần đã bị vạn chú thiên chung đánh cho người rách toạc, vội xoay người bỏ chạy. Giang Nam không rượt theo, hắn lảo đảo đến bên bàn cổ thập nhị thiên luân, giơ vạn chú thiên chung lên, ngồi khoanh chân lại. Cuộc tranh giành Đinh Thiên Nguyên Thung vẫn còn tiếp tục. Đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo, không ai muốn từ bỏ pháp bảo này. Nhưng người nào chiếm được Đinh Thiên Nguyên Thung thì rất khó có thể an toàn rút lui. Huống chi sức nặng của pháp bảo này rất kinh người. Cầm Đinh Thiên Nguyên Thung trong tay hùa mấy cái là kiệt sức. Lực lượng, pháp lực sẽ bị Đinh Thiên Nguyên Thung hút cạn. Khổ Hạnh Thiên Tôn lại tham gia chiến đấu. Lão tăng này có sức chiến đấu kinh người, tu thành thân bất lậu. Sau khi Khổ Hạnh Thiên Tôn giành được Đinh Thiên Nguyên Thung thì Nguyên Trung cũng không hút pháp lực của lão được. Khổ Hạnh Thiên Tôn không chém giết với mọi người, vác Đinh Thiên Nguyên Thung cất bước đi, định kéo Đinh Thiên Nguyên Thung về chỗ của mình. Quần hùng hét lên, vội đuổi theo Khổ Hạnh Thiên Tôn. Đinh Thiên Nguyên Thung quá nặng, lão hòa thượng đi không xa được thì mệt quá, đành phải thở gấp. Lão hòa thượng thật khốn. Quần hùng vọt tới, quyền đấm cước đá. Chẳng ngờ Khổ Hạnh Thiên Tôn còn pháp lực vận chuyển tiên thiên khổ trúc, đánh bị thương mấy người. Tiếc rằng đám Thánh Ma Thiên Tôn, Ma Kha Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Cản Nguyên Tiên Đế không dễ chọc. Khổ Hạnh Thiên Tôn bị đánh cho hấp hối. May mắn Hậu Tôn Đạo Quân liều mạng lao vào chiến trường cứu ra. Hậu Tôn Đạo Quân thấy Khổ Hạnh Thiên Tôn bị đánh mặt mũi bầm dập thì nêu lên ý kiến. Đinh Thiên Nguyên Thung mạnh như thế không dễ thu vào tay, hay thử thu chí bảo tiên đạo khác đi, bàn cổ thập nhị thiên luân xem. Hai người hợp ý, nhìn hướng bàn cổ thập nhị thiên luân. Bên cạnh bàn cổ thập nhị thiên luân có nhiều tồn tại đánh nhau túi bụi, chắc là cho rằng không cướp được Đinh Thiên Nguyên Thung nên chọn tranh giành bàn cổ thập nhị thiên luân. Khổ Hạnh Thiên Tôn liếc sơ, lắc đầu nói: không lấy được, đi tranh giành Đinh Thiên Nguyên Thung thôi. Hậu Tôn Đạo Quân ngạc nhiên, mắt nhìn chằm chằm. Giang Nam nghỉ ngơi bên cạnh bàn cổ thập nhị thiên luân. Quân đạo nhân Bỉ Ngạn Nương Nương, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La đang đánh nhau với quần hùng. Tuy cuộc chiến không dữ dội như bên Đinh Thiên Nguyên Thung, thế nhưng cũng cực kỳ kinh người. Sao? Thiếu Hồng Đạo Nhân sao? Tim của Hậu Tôn Đạo Quân rất kế bịch. Hồng Đạo Nhân đứng đầu năm đạo tổ, tu vi thực lực là mạnh nhất, có xu hướng đuổi kịp và vượt qua phụ thân mình. Hồng Đạo Nhân sắp chứng đạo thiên quân, hắn đột nhiên lẩm bẩm, chắc đã vào bàn cổ thập nhị thiên luân rồi. Khổ Hạnh Thiên Tôn gật đầu nói: huyền thiên gian xáo, người ta tập trung vào Đinh Thiên Nguyên Thung, còn hắn đã đưa Hồng Đạo Nhân vào bàn cổ thập nhị thiên luân để Hồng Đạo Nhân thu chí bảo tiên đạo. Tính thời gian với bản lĩnh của Hồng Đạo Nhân, chắc rất nhanh bàn cổ thập nhị thiên luân sẽ thuộc về hắn thôi. Ta và huyền thiên giáo chủ có tình cảm không móng, nếu cướp không thành công, ngược lại sẽ mất hết tình cảm. Hậu Tôn Đạo Quân do dự nói: Vừa rồi sư huynh hóa duyên không thành công, còn bị hắn gõ cho một gậy đó thôi. Khổ Hạnh Thiên Tôn nhăn nhó, buông tiếng thở dài: sư đệ, thật sự không nhúng tay vào được, đừng nhắc lại nữa. Hậu Tôn Đạo Quân thầm nghĩ: Khổ Hạnh Thiên Tôn cũng là loại bắt nạt kẻ yếu, chỉ dám ăn hiếp người như ta, gặp nhân vật độc ác như huyền thiên là không dám đắc tội lại.
Khổ hạnh Thiên Tôn nhân dịp Giang Nam kiệt sức thì hóa duyên, lão chẳng tốt lành gì, định cướp Đinh Thiên Nguyên Thung, thế nhưng bị hắn cho một gậy hất bay. Khổ hạnh Thiên Tôn không dám trách cứ Giang Nam. Khổ hạnh Thiên Tôn nói đừng nhắc nữa, vì giữ tình cảm tránh cho hoàn toàn trở mặt. Khổ hạnh sư huynh, không ai cầm Đinh Thiên Nguyên Thung nổi, dù cầm được hô vài cái là kiệt sức thôi. Nếu có thể thu pháp bảo trong mấy loại đính, bình, tháp, chuông, cửa thì quá tốt rồi. Hậu Tôn Đạo Quân suy tư nói: thế nhưng chúng ta không có pháp bảo như vậy. Mắt Khổ hạnh Thiên Tôn sáng lên, gật đầu nói: cái này thì không làm khó ta được rồi. Chỗ ta có một bát vàng có thể chứa người và vật, không biết có thể thu Đinh Thiên Nguyên Thung được không? Hai vị giáo chủ định ra tay, đột nhiên thấy một chấn đạo đỉnh bay tới, từ trên cao chụp xuống Đinh Thiên Nguyên Thung. Khổ hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân thầm kêu hỏng bét. Chấn đạo đỉnh tuôn ra tiên hỏa, hỗn độn hỏa vô tận là ly địa chấn đạo đỉnh của Thần Mẫu Đạo Quân. Thần Mẫu Đạo Quân cũng nghĩ đến cách đó, định dùng ly địa chấn đạo đỉnh để lấy Đinh Thiên Nguyên Thung. Đại chiến bùng nổ, đại diễn cổ thần lấy nguyên trung ra, tiếng chuông gióng vang đánh hướng Thần Mẫu Đạo Quân. Thần Mẫu Đạo Quân chưa phải thiên quân, bị chấn cho rên rỉ, thụt lùi ra sau, không dám đón đỡ. Vù 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 vù, nguyên trung bay lên chụp xuống, bao Đinh Thiên Nguyên Thung vào bên trong chuông. Đại diễn cổ thần biến sắc mặt. Sao? Đinh Thiên Nguyên Thung rơi vào nguyên trung, có một nửa lộ ra bên ngoài. Đại diễn cổ thần hét to một tiếng: lớn, lớn lên! Nguyên trung đột nhiên biến to, cao trăm vạn dặm, lớn còn hơn cả tinh cầu. Thế nhưng nguyên trung biến to thì Đinh Thiên Nguyên Thung cũng to ra, giữ y tỷ lệ với nguyên trung, làm cho cái chuông khó có thể lấy được nó đi. Đại diễn cổ thần định thử nữa, chợt nghe tiếng cười to vang lên. Thái Nhất Thiên Quân lao tới, đáp xuống nguyên trung, lắc người biến thành người khổng lồ, ôm Đinh Thiên Nguyên Thung, hất nguyên trung văng đi. Thái Nhất Thiên Quân cười to, chán mở rộng. Thái Nhất Thiên Quân ôm Đinh Thiên Nguyên Thung nhét vào chán mình, lấp đầy tử phủ. Có đại diễn cổ thần sốt ruột, Càn Nguyên Tiên Đế, Linh Nữ, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Thiên Hoang Đạo Quân cũng lao lên. Thái Nhất Thiên Quân đã nhét Đinh Thiên Nguyên Thung vào tử phủ của mình. Không ngờ tử phủ của Thái Nhất Thiên Quân tuy rộng, thế nhưng Đinh Thiên Nguyên Thung cũng không nhỏ, thân cột dài mấy trăm trượng lộ ra bên ngoài. Trán Thái Nhất Thiên Quân toát mồ hôi lạnh, giữa trán bị Đinh Thiên Nguyên Thung đè ép chảy máu ròng ròng. Nhét Đinh Thiên Nguyên Thung vào không được, mà rút ra cũng không thể. Lớn lên, lớn lên! Thái Nhất Thiên Quân lắc người, thân hình to ngàn vạn dặm, bây giờ lại trứng lên gấp mấy lần. Thái Nhất Thiên Quân thay đổi, Đinh Thiên Nguyên Thung cũng biến hóa theo, nhanh chóng tăng vọt. Vẫn là thân gậy dài mấy dặm lộ ra ngoài trán của Thái Nhất Thiên Quân. Trán của Thái Nhất Thiên Quân toát mồ hôi ròng ròng. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Linh Nữ đã lao tới. Thái Nhất Thiên Quân gặp nguy không loạn, hai phân thân bay ra với nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng của mình, nghênh chiến với quần hùng. Thái Nhất Thiên Quân lại vận dụng pháp bảo đánh vào hai con chim màu đỏ của Linh Nữ. Sư huynh! Càn Nguyên Tiên Đế điều khiển đế xa lao lên cười nói: chẳng lẽ sư huynh không biết Đinh Thiên Nguyên Thung là cây cột chống thiên tiên giới hay sao? Tiên giới cao bao nhiêu là Đinh Thiên Nguyên Thung cao bấy nhiêu, trừ phi sư huynh có thể biến ra cao hơn 9 tầng hư không tiên giới, nếu không đừng hòng thu Đinh Thiên Nguyên Thung vào pháp bảo hoặc là tử phủ. Càn Nguyên Tiên Đế thốt ra lời này làm cho quần hùng biến sắc mặt. Đinh Thiên Nguyên Thung là cây cột để chống trời, đúng là không thể thu nó vào pháp bảo hoặc tử phủ được. Thử hỏi xem pháp bảo của ai chứa nổi nguyên tiên giới đây, thân thể của ai biến hóa cao như tiên giới đây. Càn Nguyên Tiên Đế lấy ra Hồng Mông Kim Phiên, Hồng Mông Đại Đạo đè xuống vai Thái Nhất Tiên Quân, làm cho gã không thể chạy trốn. Càn Nguyên Tiên Đế bước tới gần, tay chộp Đinh Thiên Nguyên Thung. Càn Nguyên Tiên Đế quát to: Đinh Thiên Nguyên Thung, hãy cho chấm xem thử người hùng vĩ đầu đội trời chân đạp đất như thế nào. To, to! Pháp lực của Càn Nguyên Tiên Đế điên cuồng ùa vào Đinh Thiên Nguyên Thung, cây cột biến to vùn vụt. Càn Nguyên, tổ cha ngươi! Thái Nhất Thiên Quân chửi được một câu rồi bù một tiếng, tử phủ bị chứng nứt toác ra, đầu gã nổ tung, thân hình không đầu xoay người bỏ chạy.
Hai phân thân của Thái Nhất Thiên Quân không dám dây dưa nhiều, dốc sức vận chuyển nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng. Đế Tôn Ấn, Đoạn Hậu, Càn Nguyên Tiên Đế không kịp truy sát Thái Nhất Thiên Quân, vội ôm Đinh Thiên Nguyên Thung đặt trên đế xa, khởi động xe chạy hướng tầng hư không thứ 7. Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tuấn Thái Tử hỗ trợ phát huy uy lực đế xa đến tận cùng, thế nhưng đế xa chạy chậm như châu già kéo xe vậy. Quần hùng vây giết, Càn Nguyên Tiên Đế thở dài ném Đinh Thiên Nguyên Thung xuống. Đây, giành đi, dù có người tài nghệ chấn áp quần hùng cũng không khiêng chí bảo này đi nổi đâu. Lại có trận ác chiến vây quanh Đinh Thiên Nguyên Thung, quần hùng đánh nhau túi bụi, thế nhưng không ai khiêng Đinh Thiên Nguyên Thung đi nổi. Cỡ như Giang Nam Vạn Vật Đạo Tổ, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Thiên Nguyên Thần Tổ cũng không mang chí bảo tiên đạo đó đi được. Trong đám người, Giang Nam có sức mạnh nhất, thế nhưng hắn không thể vác Đinh Thiên Nguyên Thung rời khỏi đây. Giang Nam chưa ra khỏi tầng hư không thứ 6 đã kiệt sức ngay. Pháp lực sâu nhất là Vạn Vật Đạo Tổ, thế nhưng gã không thể dựa vào pháp lực luyện hóa Đinh Thiên Nguyên Thung thu làm vật sở hữu riêng. Người đánh nhau càng ngày càng ít, dần dần mọi người ngừng tranh đấu, thế nhưng vẫn canh giữ gần Đinh Thiên Nguyên Thung cũng không chịu rời đi. Sức hấp dẫn của chí bảo tiên đạo thứ 10 quá lớn, mọi người không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhưng các cường giả cũng nhận ra phải tu luyện đến cảnh giới đỉnh thiên quân mới luyện hóa nổi Đinh Thiên Nguyên Thung. Trong đám người, Thiên Nguyên Thần Tổ có cảnh giới cao nhất, thế nhưng chỉ cỡ trung kỳ thiên quân. Những người khác đa số là thiên quân sơ kỳ, nhiều đạo quân sau này chuyển thế muộn chưa bước vào cảnh giới thiên quân. Chuyện này làm người ta bất đắc dĩ. Đường đường là tồn tại mạnh nhất tiên giới, cả đám tụ tập lại cùng một chỗ, thế nhưng không ai lấy đi được chí bảo tiên đạo mạnh nhất này được, làm cho cả đám rất là mất mặt. Không thể trách bọn họ, Đinh Thiên Nguyên Thung quá biến thái, pháp bảo này nặng kinh người. Trong thiên hạ hiếm có ai nâng chí bảo tiên đạo này nổi. Thậm chí đạo quân chuyển thế tu thành thiên quân cũng hiếm ai nâng Đinh Thiên Nguyên Thung lên được hai lần. Cộng thêm Đinh Thiên Nguyên Thung yêu cầu pháp lực cao đến biến thái, cỡ như Vạn Vật Đạo Tổ không có đủ pháp lực quán thông với nó, có thể tưởng tượng Đinh Thiên Nguyên Thung yêu cầu pháp lực luyện hóa cao tới cỡ nào. Đinh Thiên Nguyên Thung không phải tiên thiên pháp bảo, thế nhưng có uy lực cường đại như tiên thiên pháp bảo. Yêu cầu khởi động chí bảo tiên đạo này quá cao, chứng minh Đinh Thiên Nguyên Thung kém hơn tiên thiên pháp bảo một bậc. Tiên quân, thiên quân có thể sử dụng tiên thiên pháp bảo yêu cầu thấp hơn một chút. Thế nhưng không có nhiều tiên thiên pháp bảo còn xuất lại trên đời này. Trừ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo ra, đa số pháp bảo độ qua mấy lần tịch diệt kiếp thì uy lực không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa. Linh nữ đột nhiên cười nói: các vị nên giải quyết Đinh Thiên Nguyên Thung sao đấy? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nhìn cây cột như thế này đến khi trời đất già cỗi hay sao? Thái Nhất Thiên Quân bay tới, cơ thể đã lành nặn, gã lên tiếng hỏi: linh nữ có cao kiến gì đấy? Nói cao kiến thì không dám rồi. Linh nữ mỉm cười nói: hay để Đinh Thiên Nguyên Thung lại tầng hư không thứ 6 này, chúng ta đừng chiếm nó, chờ khi nào mọi người có bản lĩnh rồi lại đến tranh giành cũng không muốn. Quần hùng gật gù đồng ý. Vạn Vật Đạo Tổ lạnh nhạt nói: cảnh giới pháp lực của ai đã đến thì tự nhiên lấy pháp bảo này, không cần tranh chấp vậy. Đám người gật đầu lia lịa. Nếu có thực lực lấy Đinh Thiên Nguyên Thung điều khiển pháp bảo này thì còn ai ngăn được đây, tranh giành không còn ý nghĩa gì. Linh nữ cười nói: vậy thì quyết định như vậy đi. Quần hùng thở phào, có người kinh kêu lên: vậy còn Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân đâu rồi? Mọi người nhìn xung quanh, Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân to lớn không gì so sánh được đã biến mất. Mới vừa rồi còn nhiều người quay quanh Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân tranh giành, thế nhưng bây giờ Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân đã biến mất, bỏ lại đám cường giả. Một người trả lời nói: Bàn Cổ Luân bị Hồng Đạo Nhân lấy đi rồi, bây giờ đang cùng với Giang Thái Sư trở về Huyền Châu. Mọi người nhìn xuống, thấy trong Huyền Châu các tướng sĩ đang nhậu nhẹt tẩy trần với Giang Nam, năm đạo tổ. Đám người tức đến học máu. Bọn họ đánh nhau sống chết, đám người Giang Nam thì ôm bảo bối về. Ngọc Kinh Thiên Quân ho khan đầy ẩn ý nói: bây giờ Huyền Châu có 4 thiên quốc rưỡi rồi, bệ hạ không sợ Giang Thái Sư
đuôi to khó vẫy, mưu phản xoán vị hay sao? Càn Nguyên Tiên Đế cười nói: Sư huynh nói chí lý, để chấm xuống cảnh cáo hắn ta, thuận tiện xin ly rượu vậy. Tử Hạm Tiên Hậu mỉm cười nói: Thiếp thần cũng đi. Mông Tốn Thái Tử, Huyền Đô Thiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân đi theo. Khổ Hạnh Thiên Tôn ngần ngừ một lúc, lắc đầu chống gậy đi xa. Khổ Hạnh Thiên Tôn thầm nghĩ: Cơ hội sống của Huyền Thiên xa vời, lão tăng không đi. Lúc bấy giờ bên trong Huyền Châu, Càn Khôn lão tổ kính rượu liền cười nói: Giáo chủ không động tâm với Đinh Thiên Nguyên Thông sao? Giang Nam cười cười, ngước nhìn tầng hư không thứ sáu. Giang Nam bình tĩnh nói: Đinh Thiên Nguyên Thông vẫn đặt ở đó, không ai lấy đi được. Sớm muộn gì cũng sẽ là của ta, không trốn thoát lòng bàn tay ta được. Càn Nguyên Tiên Đế giáng xuống, hắn cười nói: Ồ, Thái Sư tự tin như vậy sao? Giang Nam đứng lên hành lễ, mời Tiên Đế, Tiên Hậu, Thái Tử cùng Huyền Đô Thiên Quân ngồi xuống. Vạn Chú Đạo Quân cũng tự ngồi xuống ghế, nhìn đông ngó tây nói: Thái Sư, con rồng to đâu rồi? Chẳng lẽ hy vọng giành Đinh Thiên Nguyên Thung của Thái Sư chính là nó hay sao? Giang Nam chớp chớp mắt cười nói: Tạm thời không trông chờ vào con rồng to được, cần dạy dỗ lại mới sử dụng được. Ta đang dạy nó, chờ sau này đạo hữu gặp lại sẽ nhìn nó với cặp mắt khác xưa. Càn Nguyên Tiên Đế thấy Giang Nam không nói có tự tin cỡ nào thì đành thở dài: Kiếp số của Thái Sư sắp đến rồi, Càn Nguyên Tiên Triều của ta cũng gần diệt vong. Không biết bây giờ Thái Sư có mấy phần tính toán độ qua kiếp số này đấy? Giang Nam lắc đầu nói: Nhiều thì 5 phần, ít thì 3 phần. Nếu ta có thể tu thành Thiên Quân, cướp Đinh Thiên Nguyên Thung, không chừng tăng thêm 1 phần. Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân liếc nhau, cũng không quá xem trọng Giang Nam. Đừng nói cảnh giới Thiên Quân có thể khống chế Đinh Thiên Nguyên Thung được hay không, dù Giang Nam thành tựu Thiên Quân, nắm giữ được Đinh Thiên Nguyên Thung, thế nhưng quan trọng là hắn tu thành Thiên Quân trước khi kiếp số đến. Tiên Quân tu thành Thiên Quân khó khăn biết mấy, Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân cảm nhận sâu sắc điều đó. Cần tích lũy dài cả ức năm, còn cần giải quyết nhân quả, tiêu trừ lợi hại, hơi sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu. Tuy Giang Nam là thần linh, con đường tu luyện khác với tiên đạo, thế nhưng hắn tích lũy quá ít. Giang Nam mới tu thành Thiên Quân hơn 2.000 năm, chưa tới 3.000 năm, muốn trong thời gian ngắn chứng đạo Thiên Quân hơi mơ tưởng viển vông. Giang Nam mỉm cười không giải thích. Khi Giang Nam bước vào cảnh giới Nguyên Thủy Thần Quân, thời gian tích lũy đúng là ngắn. So với Thiên Quân chút tích lũy ức năm, mấy ức năm, thì chút thời gian tu luyện của hắn tương đương thời gian người ta bế quan một lần. Nhưng nội tình của Giang Nam đã đủ. Giang Nam luyện hóa nguyên thủy chi khí cộng với kỳ ngộ trong Đạo Quân Điện, đọc hết đạo thư 17 thời đại tiền sử, nội tình của Giang Nam thâm sâu còn hơn Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân tích lũy trước khi chứng đạo Thiên Quân. Hiện nay có Vô Cực đạo thư của Vô Cực Thiên Tôn, nội tình của Giang Nam càng ngày càng thêm sâu hơn, vốn liếng chứng đạo Thiên Quân của hắn cũng đã đủ. Huyền Đô Thiên Quân khẽ thở dài: Tiên triều hủy diệt, không biết tương lai ai làm tiên đế đấy. Giang Nam lắc đầu nói: Dù ai làm tiên đế, nếu không thành đạo quân thì đừng mong làm người ta tâm phục khẩu phục. Thời đại chư hầu đã đến rồi, sau này tiên đế mặt ngoài là người thống trị, thế nhưng thật ra là các giáo phái nắm quyền. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế gật gù. Thời đại các giáo môn thống trị tiên giới đã đến, bây giờ các đại giáo môn không còn nghe tuyên, không nghe lệnh nữa. Càn Nguyên Tiên Đế chưa từng thống trị các đại giáo môn. Càn Nguyên Tiên Đế phong Giang Nam làm lãnh tụ giáo môn, thế nhưng các đại giáo môn có ai phục hắn đây? 20 năm sau chắc tầng hư không thứ 7 sẽ được mở ra. Càn Nguyên Tiên Đế nhìn tầng hư không thứ 9 rất là cảm thán. Càn Nguyên Tiên Đế nâng ly nói: Hai vị ân sư để lại hai đạo cung 8 ức năm, chúng ta chưa từng nhìn thấu đạo cung hoàn chính có bộ dạng gì, sâu trong đạo cung là có cái gì? Huyền Đô Thiên Quân gật đầu than thở nói: Hai đạo cung tầng hư không thứ 7 tầng tầng bí ẩn, giấu bí mật lớn nhất tiên giới hơn hẳn tầng hư không thứ 9. 20 năm sau
chúng ta sẽ thấy hết huyền bí trong tầng hư không thứ bảy này. Tử Hạm Tiên Hậu cười nói, Thái Sư, người nhất định phải sống đến ngày đấy. Nỗ Lòng Giang Nam dao động, hắn cười dài, nhân kiếp với thiên kiếp bình thường ta có cái gì mà sợ, nhân kiếp đến thì săn bằng, thiên kiếp đến thì gánh trên vai. Muốn lấy mạng của ta sao? Dù là thiên của tiên giới thì ta cũng sẽ đâm thủng. Người cũng đừng quá lo. Càn Nguyên Tiên Đế cười nói, chờ thiên kiếp của ngươi đến, chấm vào Huyền Đô Thiên Quân sẽ hợp sức khởi động 8 tiên thiên pháp bảo, 2 tiên thiên linh bảo, chắc có thể bảo vệ ngươi bình an độ kiếp được. Bữa tiệc quân thần vui vẻ cười gian, hân hoan tan tiệc. Giang Nam vẫn bình tĩnh ung dung, mỗi ngày đọc Vô Cực Đạo Thư, tham khảo đại đạo các thời đại tiền sử, mỗi ngày được nhiều thu hoạch. Hôm nay tinh thần Giang Nam dao động, hắn cảm giác có đại đạo ầm vang, đạo quả chấn động, đạo cung nguyên thần trong đạo quả rơi vào cảnh giới kỳ lạ. Tu vi của Giang Nam tăng vùn vụt, các loại đại đạo thời đại không ngừng dung hợp, nguyên thủy đại đạo trở nên sâu sắc rộng lớn hơn, tinh thuần hơn. Thần hồn, nguyên thần, đạo cung, đạo quả, thân thể, pháp lực của Giang Nam đang không ngừng được tăng cao. Thần hồn cứng cỏi, nguyên thần cường đại, đạo cung càng sâu xa ổn định, đại đạo chứa hiểu biết đại đạo càng ngày càng nhiều, thân thể càng lúc càng lớn mạnh, pháp lực cũng thâm sâu hơn. Kiểu tăng tiến này kéo dài mấy chục ngày sau, cuối cùng cũng chậm lại. Giang Nam mở mắt ra, trong mắt lộ tia vui mừng. Giang Nam nhìn cơ thể mình, các sợi nhân quả quấn quanh người hắn. Các nhân quả kết thành lưới bao vây người Giang Nam. Những nhân quả như sợi tơ vốn quấn thần hồn Giang Nam, nhưng hắn luyện thành pháp thân đạo quả hợp nhất lại. Thân vừa là thần, vừa là đạo, vừa là pháp, nên kiếp này hắn tích lũy nhân quả chỉ quấn người. Giang Nam nhìn kỹ, soi rõ ngọn nguồn từng sợi nhân quả, thấy báo ứng từ nhân quả ra sao. Các tiên quân khác tu luyện đến bước này sẽ bị nhân quả che mờ thần hồn, không biết lợi hại, dễ dàng gặp nạn. Giang Nam chẳng những không bị che thần trí, ngược lại nhìn rõ một một mỗi nhân quả, biết tất cả lợi hại. Đây là cảnh giới đại viên mãn nguyên thủy thần quân. Đây là điểm khác biệt giữa cảnh giới nguyên thủy thần quân và tiên quân tiên đạo. Không chỉ như thế, Giang Nam nhìn kỹ những lưới to, thấy các kiếp số đến từ đâu, khi kiếp số bùng nổ, loại nhân quả nào sẽ lấy mạng của hắn. Giang Nam xem xét kỹ từng cái, trong mắt nhớ lại tình huống tạo ra nhân quả, diễn tính tương lai, thôi diễn các hình ảnh sau này kiếp số bộc phát ra. Quảng đại thần thông đã vượt qua mọi cảnh giới tiên quân, tìm ra con đường thần đạo khác hẳn tiên đạo. Đến đây Giang Nam mới dám nói, đế và tôn tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra Giang Nam tiên đạo khác. Bởi vì Giang Nam tiên đạo không bao giờ làm được điều này. Không bị nhân quả che mờ thần hồn, soi xét lợi và hại, hình thành các nhân quả, truy gốc tìm ngọn, thậm chí suy tính ra tương lai. Tiên đạo không làm được điều này, chỉ thần mới có thể. Đây là kết quả ta và Thánh Ma Thiên Tôn đã kết với nhau. Còn cái này là nhân quả của Thiên Hoàng Vô Tà, cái này là thần mẫu. Giang Nam xem xét từng sợi tơ, bỗng thấy một sợi nhân quả, người run lên. Giang Nam hét lên thất thanh, nguy rồi, sợi tơ nhân quả này là Vô Cực Thiên Tôn. Nhân quả Vô Cực Thiên Tôn và ta gắn liền, tại sao đột nhiên hiện ra nhân quả này? Giang Nam rung động tinh thần, rất nhanh biết tại sao nhân quả Vô Cực Thiên Tôn hiện ra. Vô Cực Thiên Tôn thoát khốn rồi. Vô Cực Thiên Tôn làm sao thoát khốn được đây? Giang Nam truy tìm nguồn gốc, lý luận mỗi nhân quả, bỗng chú ý đến nhân quả với Vô Cực Thư Đồng. Giang Nam thấy sợi chỉ nhân quả Vô Cực Thư Đồng giao nhau với Vô Cực Thiên Tôn. Giang Nam thầm nghĩ, Vô Cực Thiên Tôn thật lợi hại, nhờ tay ta khiến cho Vô Cực Thư Đồng chạy ra khỏi đạo quân điện, rồi lại nhờ tay Vô Cực Thư Đồng thoát khốn. Ngày ta chứng đạo thiên quân, e rằng Vô Cực Thiên Tôn sẽ tìm đến khiến ta gặp nạn. Sắc mặt của Giang Nam liên tục thay đổi, rất nhanh hắn hiểu rằng kiếp thiên quân và nhân kiếp, thiên kiếp ở Huyền Châu sẽ kết hợp với nhau thành đại kiếp nạn chưa từng có. Tất cả rất có thể là Vô Cực Thiên Tôn ở sau lưng kéo nhân quả, khiến cho Giang Nam vào cảnh giới đại viên mãn nguyên thủy thần quân trước tiên, có khả năng trùng kích thiên quân. Vô Cực Thiên Tôn
về tạo nghệ đạo nhân quả đúng là không ai sánh bằng. Giang Nam than thở, mặc cảm không bằng. Vô Cực Thiên Tôn khống chế nhân quả đẳng cấp như thế, bất giác đẩy người vào tuyệt cảnh, giết người không tốn chút sức. Thế nhưng Vô Cực Thiên Tôn tuyệt đối không ngờ rằng Nguyên Thủy Thần Quân của ta đến cảnh giới viên mãn, mặc dù không thể khống chế mọi nhân quả trên đời này như hắn ta, thế nhưng ta nhìn thấu tất cả nhân quả, tránh hại tìm lợi. Vô Cực Thiên Tôn muốn đối phó với ta không dễ đâu. Giang Nam rất tự tin, cảnh giới đại viên mãn Nguyên Thủy Thần Quân lĩnh ngộ nhân quả rất mạnh, cho Giang Nam khả năng tránh hại tìm lợi, để hắn đối diện với kiếp số sắp đến không bị động. Sao? Còn hơn 10 sợi nhân quả này là sao đấy? Giang Nam chú ý thấy, trừ các loại nhân quả ra, còn có hơn 10 sợi nhân quả quấn quanh người mình. Giang Nam quan sát kỹ, thế nhưng không thấy ra lai lịch nhân quả. Giang Nam cưỡng ép, diễn tính, chỉ thấy một mảnh mông lung, không nhìn ra mười mấy nhân quả này là đến từ đâu. Không, không đúng. Mười mấy nhân quả này không thể nào bị người che giấu được. Bây giờ có là đạo quân đích thực cũng không giấu ta được. Giang Nam khẽ quát, vận chuyển pháp lực, nhân quả chấn động, vô số thần ma đứng trong đạo cung, nguyên thần thúc đẩy hồng mông thụ sau lưng, đại đạo ầm vang quanh thân Giang Nam, thần quang bắn lên mây. Nếu không nhìn ra lai lịch nhân quả thì ta muốn xem tương lai chúng đem lại cái gì. Giang Nam điều động pháp lực thôi diễn mười mấy sợi nhân quả sau này mang đến kiếp số gì. Trong phút chốc, mười mấy sợi nhân quả tỏa sáng quấn quanh người Giang Nam như tơ nhện, càng ngày càng sáng. Trong các sợi nhân quả hiện ra hình ảnh, các đoạn ngắn hình ảnh tiên đạo quấn quanh thành hình, các hình ảnh ghép lại thành cảnh tượng tiên giới, có 9 tầng hư không, có các tiên châu, có quần hùng khắp nơi, các giáo chủ, trời trăng, trời sao, tinh tú ngân hà. Thiên kiếp sao? Đây là tiên đạo không chứa ta, muốn giáng thiên kiếp xuống cho ta sao? Giang Nam phấn chấn tinh thần, những nhân quả hiện ra cảnh tượng tiên giới chắc là thiên kiếp Giang Nam sắp phải đối mặt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta muốn xem lần này ta đối diện thiên kiếp là cái gì đấy. Giang Nam quát lớn, pháp lực đại đạo xôi trào khắp người, các sợi nhân quả rõ ràng hơn, chiếu sáng tương lai. Các sợi nhân quả dần thôi diễn đến tận cùng, các hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mặt Giang Nam. Giang Nam nhìn chằm chằm, người run rẩy. Tận cùng một sợi nhân quả là hình ảnh nguyên trung, một sợi khác là hình ảnh nguyên đỉnh, có một sợi nhân quả phía cuối chính là nguyên tháp. Tận cùng những sợi nhân quả khác là các tiên thiên pháp bảo. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo là thiên kiếp lần này của Giang Nam. Tiên đạo muốn diệt Giang Nam, khi kiếp số đến kéo theo 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo, lòng Giang Nam lạnh lẽo. Đây là muốn chặt đứt mọi cơ hội sống của ta sao? 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo là để tiên giới định vũ trụ càn khôn, cũng đã thay thế đế và tôn, mở ra vô nhân cấm khu, hỗn độn hồng mông. Thiên kiếp lần này của Giang Nam là nguyên tháp, nguyên đỉnh, nguyên trung, 8 tiên thiên pháp bảo. Nếu đúng vậy thì Giang Nam chỉ còn cách chứng đạo quân mới có thủ đoạn thực lực độ qua. Thiên quân mà muốn độ qua thiên kiếp sao lại càng không có cơ may. Nên biết rằng bất không và khổ hạnh thiên tôn khi còn chưa chuyển thế là đạo quân tiền sử, có tiên thiên pháp bảo, thế mà vẫn bị 8 tiên thiên pháp bảo luyện cho tê tả phải đầu hàng, buộc phải chuyển thế đến tiên giới trở thành tiên nhân. Hơn nữa 8 tiên thiên pháp bảo đối phó với 2 vị tiên quân không phải toàn bộ, chỉ có 4-5 pháp bảo, 1 tiên thiên linh bảo. Hiện giờ đại kiếp nạn thiên quân của Giang Nam sắp đến, hắn thấy cảnh tượng 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo cùng xuất hiện trong nhân quả. Điều này nghĩa là tương lai khi Giang Nam độ thiên kiếp sẽ có 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo công phạt hắn. Đạo quân còn bị luyện chết, chứ nói gì Giang Nam không phải đạo quân. Xuất hiện tình huống này không phải vì thực lực của Giang Nam vượt qua khổ hạnh thiên tôn hoặc vạn chú đạo quân trước khi chuyển thế, mà vì khi đó tiên giới còn nhiều tai họa ngầm, các tiên thiên pháp bảo cần chấn giữ mối nguy hiểm, không dốc hết sức được. Hiện giờ nhiều đạo quân tiền sử chuyển thế đến tiên giới, tăng mạnh sức chiến đấu tổng thể của tiên giới, hoàn thiện tiên đạo, chỉ còn lại một số cứng cổ trong vô nhân khu
không chịu chuyển thế. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo có thể xuất hiện cùng lúc được. Không phải đế và tôn muốn diệt Giang Nam, mà là thiên của tiên giới không tha cho hắn. Đế và tôn để lại những tiên thiên pháp bảo để khi bọn họ đi vắng, tiên giới đi tiếp theo con đường bọn họ đã chảy sẵn, còn họ thì làm phủ trưởng quầy. Khống chế những tiên thiên pháp bảo này là thiên của tiên giới. Dù là uy lực của vạn chú đạo quân hay khổ hạnh thiên tôn đều dựa theo bước đi của đế và tôn đặt sẵn, bản thân thực hiện là thiên tiên giới. Thiên của tiên giới phải bảo vệ chính thống tiên đạo, những thứ khác không tôn tiên đạo là chính thống. Tu luyện đại đạo khác đều bị xem là kẻ thù của tiên giới. Hiện giờ Giang Nam chứng đạo thiên quân thì hắn sẽ là người có cái đầu cao nhất trong đám kẻ thù tiên đạo. Đối với thiên, mối uy hiếp Giang Nam vượt trên các đạo quân tiền sử trong vô nhân cấm khu chưa chuyển thế. Giang Nam ngồi yên xem các sợi nhân quả. Nhân kiếp đã khó độ, giờ thêm thiên kiếp diệt tuyệt cơ hội sống thì Giang Nam gần như chỉ có chết không sống. Không ai lấy mạng ta được, thiên của tiên giới cũng không thế, tiên thiên pháp bảo cũng vậy. Giang Nam đứng dậy, trán tách ra. Bên trong tử phủ, giữa trán của Giang Nam, một thân hình cao to khổng lồ đứng thẳng, là chân thân kiếp trước của Bất Không đạo nhân, tràn ngập uy nhiếp đạo quân, uy nhiếp hỗn độn ngập trời. Trước chân thân kiếp trước của Bất Không đạo nhân có một con rồng to nằm chồng vó, đuôi nhếch dựng đứng, lưỡi thè ra ngoài miệng, bộ dáng như đã chết vậy. Con rồng to nằm giả chết trước chân thân kiếp trước 7-8 năm trời. Từ lần trước linh nữ hù con rồng to bỏ chạy, con rồng thập thò trở về bị nhét vào tử phủ. Con rồng to thấy chân thân Bất Không đạo nhân liền nằm ngửa ra sau, cái đuôi nhếch cao thật cao, biểu thị như mình đã chết. Con rồng to rất có kiên nhẫn, 7-8 năm trời giữ nguyên trạng thái, không động đậy chút nào, cũng không chớp mắt cái nào. Rồng to, đừng giả chết nữa đi. Giọng Giang Nam truyền vào tử phủ. Ngươi hãy mở mắt ra, nhìn là biết ngay. Bất Không đạo nhân trước mặt ngươi, thật đã chết rồi. Bất Không đạo nhân chết rồi, ngươi đừng sợ hắn, là đánh ngươi mất trí nữa đi. Con rồng to tiếp tục nằm quay đơ. Giang Nam nói mấy lần, nhưng con rồng to kiên quyết, nằm ngay đơ. Mặc kệ hắn khuyên bảo như thế nào, miễn Bất Không đạo nhân ngay trước mắt là nó sẽ không đứng dậy. Giang Nam bất đắc dĩ, lòng mấy động, thả con rồng to ra khỏi tử phủ. Con rồng to vẫn nằm cứng đơ dưới đất, làm các tiên nhân Huyền Châu vây quanh ngó rất là tò mò. Tử Xuyên, con rồng chết rồi sao? Lạc Hoa Âm đến gần xem xét, nàng mỉm cười nói: "Hay tặng sắc rồng cho ta đi, ta lột da rồng, luyện bộ áo giáp thượng đẳng, gân rồng luyện thành roi, long căn thì để cho Tử Xuyên bổ ngươi." Con rồng to nhảy cẫng lên. Ai chết vậy? Ai chết? Con rồng to tức giận nói. Con sâu nhỏ yếu nhà ngươi, xấu kinh ngươi, đòi lấy long căn của ta sao? Con rồng to nhìn đông ngó tây, không thấy bóng dáng của Bất Không đạo nhân thì thầm thở phào, ngồi bệt xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lỗ mũi con rồng to phun ra hai tiên thiên bất diệt linh quang, nhỏ giọng nói. May mắn ta thông minh, chủ động giả chết, nên tiểu tử kia không đánh ta nữa. Giang Nam đột nhiên bay lên lưng con rồng to, chán nứt ra, mở tử phủ. Khí thế Bất Không đạo nhân tuôn ra từ tử phủ của Giang Nam. Con rồng to như chim sợ cành cong, vẩy toàn thân dựng đứng, vang lên tiếng nổ đứt tai. Con rồng to chở Giang Nam xông ra ngoài, thoáng chốc bay vào trời sao bao la bát ngát. Vù 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 vù. Giang Nam cảm giác hư không đập vào mặt, đè ép hắn biến hình. Tốc độ bay của con rồng to quá nhanh, cơ thể mạnh mẽ như Giang Nam cũng khó chống lại áp lực kinh khủng ập vào mặt. Con rồng to lướt nhanh qua trời sao tiên giới, thấy ngôi sao cũng không né, thoải mái đâm thẳng. Mảng lớn ngôi sao nổ tung, các vì sao mặt trời bị đụng cho bể nát. Giang Nam vẫn mở rộng tử phủ, mặc cho hơi thở Bất Không đạo nhân tỏa ra. Con rồng to tăng tốc độ, động mở một ngân hà. Mặt trời, ngôi sao, tinh tú tiên giới bị phá hủy. Mấy giây sau, con rồng to chở Giang Nam đụng vỡ vách tường tiên giới, xông vào trong hỗn độn. Hắn vẫn đuổi theo ta sao? Vẫn đuổi theo ta sao? Con rồng to cảm ứng vô số Bất Không đạo nhân từ sau lưng mình, sợ hết hồn hết vía. Dù xông vào hỗn độn, thế nhưng tốc độ của con rồng to
không chậm chút nào, điên cuồng xông vào hỗn độn. Nhưng con rồng to chạy nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi hơi thở của Bất Không đạo nhân sau lưng mình được. Hỗn độn thương mang vô tận, con rồng to bay mấy năm trời, tốc độ chậm dần. Con rồng to là tiên thiên pháp bảo hoang dại, giờ chịu không nổi, mệt nhũn người, nó nằm tại chỗ thở hổn hển. Con rồng to la lên: "Đánh đi, ngươi đánh tiếp đi, cùng lắm ta lại mất trí nhớ lần nữa thôi." Giang Nam nhảy xuống lưng con rồng to, mở tử phủ, thả thiên kiếp Bất Không đạo nhân ra, đứng trước mặt con rồng to. Giang Nam cười nói: "Rồng to, ta sớm nói với ngươi là Bất Không đạo nhân đã chết rồi mà ngươi không tin, thật không dám giấu giếm." Biểu tình của Giang Nam nghiêm túc, trầm giọng nói: "Kẻ thù của ngươi, Bất Không đạo nhân, đã đánh ngươi mất trí nhớ, thật ra bị ta giết rồi. Ta nghe chuyện của ngươi, giận dữ muốn báo thù rửa hận cho ngươi, nên xuống tay giết hắn rồi." Con rồng to vốn nhắm mắt chờ ăn đòn, nghe Giang Nam nói xong, hé mắt ra liếc Bất Không đạo nhân, con mắt dần mở to. Trong mắt con rồng to quay tròn, xác định Bất Không đạo nhân đã chết thật. Trước mắt nó chỉ là một thể xác. Con rồng to nhảy lên, đạp thiên kiếp của Bất Không đạo nhân xuống đất. "Ồ, ta không sợ ngươi, không cần sợ ngươi nữa rồi, không sợ, không sợ." Con rồng to đạp ngực thiên kiếp Bất Không đạo nhân, nhếch đuôi kiêu ngạo cười lớn: "Xem đi, xem đi, ngươi không ngờ đúng không? Có ngày ngươi nằm dưới chân của ta, chắc chắn là 8 ức năm trước ta cũng đại chiến 300 hiệp với ngươi. Ngươi đánh ta mất trí nhớ, còn ta đánh ngươi chết đi, đánh ngươi chết đi này." Giang Nam ngạc nhiên nhắc nhở nói: "Rồng to, là ta đánh chết hắn, ta báo thù cho ngươi." Con rồng to nhảy cẫng lên, hưng phấn xoay người quanh thiên kiếp của Bất Không đạo nhân, cười gian nói: "Giáo chủ, người nhỏ bé như ngươi sao có thể xử lý đại cao thủ như vậy được? Chắc chắn là 8 ức năm trước ta ác chiến với hắn, đánh hắn bị thương nặng hấp hối, 8 ức năm không phục hồi lại nguyên khí được, rồi ngươi dựa vào bản lĩnh nhỏ yếu của mình nhặt của rơi thôi." Hai chân thô của con rồng to đứng thẳng, cái đuôi chống mặt đất, hai chân trước cực kỳ thô to, co thành nắm đấm. Con rồng to la lên: "Nào, nào, ngươi và ta lại đại chiến 300 hiệp, ta cho ngươi 2 vuốt này." "Không làm được đúng không? Trước tồn tại vĩ đại như ta, thì ánh sáng nhỏ yếu như ngươi, giống như con sâu bé xíu vậy." Giang Nam trợn tròn mắt, con rồng to mà vô sỉ thì Nam Quách Tiên Đông cũng phải chịu thua. "Long huynh, ngươi trọng thương hắn sao? Còn ta thì giết hắn, có thể nói là huynh đệ đồng lòng, phá núi chặt đá mà." Giang Nam cười tủm tỉm nói: "Ngươi và ta như huynh đệ ruột thịt, miễn chúng ta hợp sức lại thì không có gì là không làm được cả." Con rồng to cười to, hai tay chống nạnh: "Huynh đệ đồng lòng, phá núi chặt đá à? Nói câu này hay, rất hay, nhưng ta khỏe hơn ngươi, vì ta đánh hắn hấp hối, ngươi thì hưởng sái. Huynh đệ, huynh đệ à." Vuốt rồng vỗ vai Giang Nam, làm cho hắn cong người, thấm thía nói: "Ngươi còn cần tu luyện thêm, chờ khi ngươi tu luyện ra toàn thân cơ bắp như ta, rồi hãy cố gắng nâng cao trí tuệ, sau đó ngươi sẽ anh minh thần võ như ta vậy." Giang Nam chỉ đành gật đầu như gà mổ thóc vậy. "Ta rất khâm phục khí phách của Long huynh, dục ngựa không đuổi kịp đâu. À, Long huynh à, mấy năm nữa ta có rắc rối nhỏ, không biết..." "Ồ, vĩ đại như ta, sợ gì rắc rối đấy." Đuôi to của nó nhếch lên, con rồng to vỗ ngực bồm bộp nói: "Cứ giao hết cho ta, ta đảm bảo." Giang Nam thở phào, sắc mặt âm trầm thầm nghĩ: "Con rồng to để ngã Vô Cực Thiên Tôn chắc dễ như chơi thôi. Vấn đề duy nhất là bây giờ con rồng này có đối phó được với mấy tiên thiên pháp bảo hay không, chưa biết chừng nó lại bị đánh mất trí nhớ mất thôi." Hỗn độn vắng vẻ, bên trong loạn lưu đầy rẫy, thường có tiếng đạo âm trầm đục du dương như đồng hỗn độn thầm thì. Nơi đây là chỗ sâu nhất trong hỗn độn, tràn ngập các chuyện bí ẩn. Giang Nam bị con rồng to mang tới đây, trong một chốc không về tiên giới được.
Tiền thiền hỗn độn, đạo âm du dương như chuông hoặc như cá voi trong biển, lúc cao lúc thấp, chất chứa chút đạo diệu bên trong hỗn độn. Đế giang, đế giang. Đạo âm trong hỗn độn thì thầm, Giang Nam nghe mà say sưa. Con rồng to cõng Giang Nam bay nhanh, hỗn độn mênh mông, con rồng to không biết tiên giới nằm ở đâu cả. Đạo âm trong hỗn độn vẫn tiếp tục. Đế giang, đế giang. Giang Nam lòng máy động. Trong tam giới, niên hiệu của ta là Đế Huyền, họ Giang, có thể gọi là Đế Giang. Đế và Tôn để lại linh căn tiên giới cho ta, trong vùng đất nguyên thủy cũng gọi là Đế Giang. Cảm giác thật kỳ lạ. Đạo âm trong hỗn độn cao thấp phập phồng. Giang Nam bỗng thấy trong hỗn độn vô biên có ánh sáng lóe lên. Thời không bao la, hùng vĩ xinh đẹp như bức tranh trải dài. Con rồng to khựng lại, nghi ngờ mà nhìn trước mặt. Ồ, sao trong hỗn độn còn có vũ trụ khác vậy? Tinh thần của Giang Nam rung mạnh. Trước mắt là thời không vũ trụ vô cùng to lớn hùng vĩ. Nhìn từ xa, dãy sao lấp lánh, ngân hà diệu thế. Các đại lục to lớn bát ngát lơ lửng trong hư không. Các thần điện nguy nga đứng thẳng trên đại lục cao ngất đâm mây. Vô số sinh linh sống, sinh sản trong đó, tôn sùng thần điện. Trong các thần điện có tồn tại siêu cường đại chú ngụ, uy nghiêm lấp đầy thiên địa. Thần nhân cổ xưa đầu đội trời chân đạp đất. Giang Nam cảm ứng khí thế khủng bố như đạo quân vậy. Đột nhiên vũ trụ trước mắt sụp đổ, mọi thứ tan biến thành hư vô, nguyên thời đại biến thành tro tàn, quay về với hỗn độn. Giang Nam kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhỏ giọng nói: Đây là ký ức trong hỗn độn sao? Cảnh tượng vừa rồi là hình ảnh thời đại xa xưa nào đó bị hủy diệt, không thật sự tồn tại, đó chỉ là ký ức của hỗn độn. Thời đại tiền sử sáng tạo hỗn độn Hồng Mông, rồi lần lượt sinh ra thần đạo. Đối với hỗn độn thì thời gian dài lâu chỉ trong chớp mắt. Những thời đại này về mặt ý nghĩa nào đó có thể nói là ký ức hỗn độn. Con rồng to tiếp tục tiến tới. Không lâu sau, đột nhiên khí thế kinh người truyền đến, khí thế rất mạnh. Con rồng to bạo lực, trong đầu toàn cơ bắp cũng thấy run sợ. Giang Nam nhìn từ xa thầm giật mình. Trong hỗn độn có hai cường giả đang đại chiến. Hai người mạnh không gì sánh bằng. Giang Nam thấy áp lực cường đại, kinh người hơn cả tồn tại trong đạo quân điện. Giang Nam hít sâu nói: Đây cũng là ký ức hỗn độn sao? Giang Nam nhìn đằng trước, xem kỹ hai người chiến đấu. Quanh thân bọn họ bao phủ các tầng đại đạo dày nặng, làm cho người ta khó thấy mặt mũi. Giang Nam lẩm bẩm nói: Hai tồn tại này quá mạnh mẽ, nên hỗn độn ghi nhớ trận chiến này. Chẳng lẽ bọn họ là tồn tại đi đến tận cùng đại đạo sao? Hai người đánh nhau siêu mạnh, cho Giang Nam cảm giác mạnh hơn cả một trong ba điện chủ đạo quân điện. Đó là Nguyên Mẫu. Nguyên Mẫu là cường giả mạnh nhất qua các thời đại, vậy mà có người còn mạnh hơn cả nàng. Giang Nam nghi ngờ hai người trong ký ức hỗn độn đã đến tham ngộ. Tuy trận chiến này là hình ảnh ký ức hỗn độn, thế nhưng ghi chép rất kỹ càng các đòn công kích. Mỗi hành động, mỗi thần thông của hai cường giả đều mây bay nước chảy, đạo diệu tận cùng. Uy lực mỗi đòn công kích vượt qua tiên thiên pháp bảo, linh bảo. Trong thần thông, chiêu thức của bọn họ chứa lý niệm đại đạo. Giang Nam cảm thấy như đọc thiên thư, chúc chắc khó hiểu. Hai tồn tại mạnh nhất từ xưa đến nay, thủ đoạn của bọn họ vượt qua Giang Nam hiểu biết. Con rồng to cũng nhìn chân chân. Cuối cùng trận chiến kết thúc, một người ngã xuống sắp chết đi. Mặc dù cường giả đó sắp chết đi, thì nhưng mắt phát ra tia sáng vô tận nhìn đối thủ của mình. Đạo hữu, người đã đến tận cùng đại đạo chưa? Cường giả không tỏ vẻ ghét địch thủ giết mình chút nào, còn mong chờ cái chết của mình giúp đối thủ đến được tận cùng đại đạo. Dường như tâm nguyện suốt đời cường giả đó là để tận mắt thấy tận cùng đại đạo, thấy người đứng ở cuối cùng, đến cuối đạo chết cũng vui. Không. Đối thủ biểu tình đau thương, đại đạo khuếch tán, cố gắng cứu sống cường giả kia. Đối thủ khóc nói: Người và ta là tồn tại mạnh nhất trong thời gian vô tận, liều mạng đánh nhau, bộc phát ra tất cả tiềm năng,
Thế nhưng tại sao vẫn không thấy tận cùng đại đạo? Tại sao không cách nào bước ra một bước cuối cùng được? Có lẽ vì không có tận cùng đại đạo. Cường giả kia ho ra máu, mắt dần dần mất tia sáng, sắp hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Cường giả còn lại cười thảm. Có lẽ chúng ta đã đi lầm đường. Ngươi và ta từ thời đại nguyên đạo đến nay sáng tạo đạo quân điển, thu nhận đạo quân mỗi thời đại, tập hợp trí tuệ các thời đại để tìm tận cùng đại đạo. Tiếc rằng ta sắp chết rồi. Đạo hữu à, con đường này chỉ có một mình ngươi, ta không thể đi cùng. Đối thủ quỳ dưới đất gào khóc như con nít vậy. Đạo hữu, ngươi và ta là tồn tại cường đại nhất, là bằng hữu thân thiết nhất. Nếu ngươi chết đi rồi, còn ai cùng ta đến tận cùng đại đạo đấy? Mắt cường giả tối sầm, phun ra hơi thở cuối cùng. Kỳ lạ, ta thấy một ngày nào đó trong tương lai có hai người từ nơi khác đến, từ một nơi thật xa sẽ đến đấy. Đối thủ quỳ bên xác chết, nằm sắp dưới chân, nức nở thật lâu sau. Giang Nam cảm giác tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng vô biên phát ra từ người kia cảm nhiễm đến hắn. Ký ức hỗn độn ghi chép nỗi tuyệt vọng của người đó, cách thời gian dài dằng dặc vẫn lay động hồn người, làm cho Giang Nam phải khóc. Con rồng to cũng khóc la lên. Tiếng khóc của người này tuyệt vọng quá đi, chúng ta đi thôi, đi thôi. Giang Nam gật đầu, tiếng khóc rung động hồn người, hắn có đạo tâm vững vàng cũng bị tiếng khóc ảnh hưởng. Giang Nam lòng máy động, không ngờ hai người đánh nhau là lãnh tụ sáng tạo ra đạo quân điện thời đại nguyên đạo, điện chủ đời đầu tiên, sớm hơn cả vô cực thiên tôn và tịch diệt đạo nhân. Bọn họ muốn tìm tận cùng đại đạo, thu nhận đạo quân các thể đại, tập hợp trí tuệ đạo quân, thế nhưng không tìm ra được tận cùng đại đạo. Cuối cùng bọn họ đi lên con đường đối đầu, muốn dựa vào sức chiến đấu cường đại của đối phương, buộc người kia kích phát tất cả tiềm năng, một hơi xông đến cảnh giới cuối cùng. Thế nhưng bọn họ đã thất bại, tự tay giết bằng hữu tốt nhất của mình, vẫn không đi ra bước cuối cùng, không đến tận cùng đại đạo được. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ đọc gộp hai tập vào là một tập. Chúng ta tiếp tục bắt đầu nghe tiếp. Giang Nam thầm nghĩ, tồn tại đã chết bảo trông thấy tương lai, có hai người đến đây, chẳng lẽ trước khi chết đi thấy tương lai đế và tôn tìm đến hay sao? Đến đẳng cấp đó thì thần thông rất khó lường, cảnh giới cao sâu không ai sánh bằng, trước khi chết thấy tương lai xa xôi cũng không lạ. Giang Nam không lĩnh ngộ được thần thông và bản lĩnh như thế. Con rồng to định chở Giang Nam đi, chợt người kia từ từ đứng dậy, chậm rãi nói: đạo hữu, sau này còn có vô số thời đại, chắc chắn sẽ có người sánh ngang chúng ta, sẽ lại xuất hiện tồn tại đẳng cấp như ngươi và ta. Tương lai tràn ngập vô số biến cố, ngươi trông thấy hai người nơi khác đến, có lẽ là giây phút biến số đến, có lẽ khi đó ta sẽ thấy tận cùng đại đạo. Người kia đi xa khẽ nói: tương lai ta sẽ nhìn bọn họ mang đến thay đổi gì cho thời đại này, hỗn độn này. Đế Giang, Đế Giang. Đạo âm trong hỗn độn cao thấp du dương, Giang Nam nghe mê mẩn. Thanh âm kia thấp dần trôi xa, chắc đã rời khỏi vị trí trung tâm của hỗn độn. Mấy năm sau, Giang Nam phấn chấn tinh thần, rốt cuộc thấy hỗn độn thần thành. Đó là một tòa thần thành bị phá hủy trong cuộc đại chiến cổ thần và tiên vào thời gian xa xưa, lúc tiên giới mới được tạo ra. Thần thành xuất hiện nghĩa là tiên giới không còn xa. Sao? Chỗ này là... Giang Nam kêu con rồng to dừng bước lại, đáp xuống thần thành. Trong di tích hỗn độn thần thành, khắp nơi tràn ngập dư uy tịch diệt kiếp, tàn phá thần thành. Tận cùng thần thành là nơi tịch diệt kiếp đậm đặc nhất. Một quả trứng khổng lồ đứng thẳng như tường, quả trứng to cỡ tinh cầu. Giang Nam bay tới bên vỏ trứng, xem xét kỹ, sắc mặt âm trầm. Quả trứng do phong ấn đế và tôn đúc ra, bên trong trải rộng dấu vết tịch diệt kiếp, còn có dấu vết tấn công từ bên ngoài. Mảnh đất bỏ hoang sao? Giang Nam giật mình, nhận ra ngay phong ấn quả trứng này là phong ấn của đế và tôn
trong mảnh đất bỏ hoang. Vô Cực Thiên Tôn đã thoát khốn. Giang Nam kích phát tịch diệt kiếp trong mảnh đất bỏ hoang, phong ấn thu nhỏ dần, nhốt Vô Cực Thiên Tôn bên trong. Bây giờ phong ấn này đã bị phá, nghĩa là gã đã thoát khốn. Giang Nam xem xét vết nứt vỏ trứng, vươn tay bắt một lũ dư âm tịch diệt kiếp. Tinh thần Giang Nam rung động. Vỏ trứng này chỉ mới vỡ, nghĩa là Vô Cực Thiên Tôn vừa mới thoát khốn chưa đi xa. Rồng to, mau theo ta, chúng ta đi đánh người nào. Con rồng to phấn khởi nhảy nhót. Giáo chủ, đánh người không tốt lắm đâu, mà người ở đâu vậy? Chúng ta mau đi đi, miễn cho hắn chạy xa. Vô Cực Thiên Tôn ra khỏi mảnh đất bỏ hoang, người dính hơi thở tịch diệt kiếp, khó thoát khỏi ta truy tung. Giang Nam sắc mặt âm trầm thầm nghĩ. Vô Cực Thiên Tôn phá được phong ấn đến vào tôn, chắc nhờ tay Vô Cực Thư Đồng. Thế nhưng Vô Cực Thiên Tôn cũng khá lợi hại, ước chừng là vật khổng lồ trong thiên quân. Nhưng Vô Cực Thiên Tôn mạnh đến mấy cũng không thể thành tựu đạo quân trong thời gian ngắn được. Giang Nam nhìn con rồng to chắc khỏe thầm nghĩ. Móng vuốt rồng đủ để đè chết Vô Cực Thiên Tôn. Bên trong hỗn độn xa xôi, Vô Cực Thiên Tôn, Vô Cực Thư Đồng đã đến gần tiên giới. Vô Cực Thư Đồng liền hỏi. Đại lão gia, định quay về đạo quân điện trước hay sao? Vô Cực Thiên Tôn cười lắc đầu nói. Nguyên mẫu và ta không hợp nhau, ta không muốn gặp nàng. Lần này ta chuyển thế trọng sinh để tìm tận cùng đại đạo, nhìn xem hai người đến từ nơi khác kia, đế và tôn muốn giả cái trò gì. Thế nhưng Huyền Thiên giáo chủ làm hỏng kế hoạch chuyển thế của ta, xứng đáng cho hắn gặp đại kiếp nạn này. Người đi tiên giới trước đi, liên lạc với vài đạo quân chuyển thế, nó là ta muốn dùng bọn họ, kêu bọn họ đến nghênh đón. Vô Cực Thư Đồng gật đầu vâng dạ, đi tiên giới trước. Vô Cực Thư Đồng thầm nghĩ, Thiên Tôn đại nhân phô trương thật, muốn các đạo quân chuyển thế đến nghênh đón. Thế nhưng Thiên Tôn đại nhân là điện chủ có quyền thế nhất đạo quân điện, kêu bọn họ đi nghênh tiếp là xem trọng họ rồi. Vô Cực Thư Đồng bay đi. Vô Cực Thiên Tôn không vội vã vào tiên giới. Gã là đại nhân vật, một trong ba điện chủ đạo quân điện, là điện chủ nắm quyền lớn nhất. Mặc dù chuyển thế vào tiên giới, nhưng Vô Cực Thư Đồng không quên bày ra phô trương phong độ. Ba điện chủ đạo quân điện, Tịch Diệt đạo nhân đi lên con đường tịch diệt vĩnh tồn nên nhân duyên kém nhất. Trong đạo quân điện không nhiều đạo quân ủng hộ gã. Nguyên mẫu thì lánh đời, không ham thích quyền thế. Mặc dù Nguyên mẫu có mối quan hệ không tệ với các đạo quân trong đạo quân điện, nhưng tính quyền mưu thì thua xa Vô Cực Thiên Tôn. Lần này Vô Cực Thiên Tôn chuyển thế định nhờ vào đế và tôn sáng tạo tiên giới, một tay khống chế 17 cơ duyên sở mang đến nhân quả tuần hoàn, để đại đạo nhân quả của mình đến tận cùng đại đạo. Giang Nam làm hỏng kế hoạch chuyển thế, buộc Vô Cực Thiên Tôn sinh ra sớm, không đến viên mãn như trong dự định. Vô Cực Thiên Tôn phải nhập thế trước dự tính, bù đắp thiếu sót, lỗ hổng nhân quả do sinh ra sớm. Lần này Vô Cực Thiên Tôn vào tiên giới tham gia tranh đấu, Chu Sát Giang Nam chỉ là thứ yếu. Mục đích quan trọng nhất là xử lý đại trận nguyên đỉnh. Nguyên tiên giới, các sinh linh, thậm chí đế và tôn, tất cả bị lưới nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn bao lấy. Chờ thời đại tiên đạo, đế và tôn sáng tạo đi đến cuối, tiên đạo tịch diệt, lưới nhân quả thu về, các sinh linh, đế và tôn thành cá mắc lưới. Đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn mới có khả năng siêu thoát được, đặt chân đến tận cùng đại đạo. Tiên giới bây giờ còn quá nhỏ, có thể nói là thời đại nhỏ nhất trong các thời đại từ xưa đến nay. Vô Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm tiên giới, bây giờ tiên giới khuếch trương nhiều, lớn hơn lúc đế và tôn bất không sáng tạo. Thì nhưng đối với cường giả chứng kiến 17 thời đại như Vô Cực Thiên Tôn thì tiên giới không lớn, đứng bét trong lịch sử. Thời đại lớn nhất có cương vực rộng hơn tiên giới gấp trăm vạn lần. Thời đại nhỏ nhất là thời đại chú đạo, cương vực lớn hơn tiên giới gấp vạn lần. Thời đại nhỏ như thế lại chứa nhiều đạo quân tiền sử chuyển thế như vậy. Đế và tôn buộc nhiều đạo quân tiền sử phải chuyển sang tu tiên đạo, trợ giúp bọn họ hoàn thiện tiên đạo. Đế và tôn đúng là hùng tài vĩ lược, không giống với tầm thường.
Vô Cực Thiên Tôn nhìn tiên giới nho nhỏ, càng xem càng giật mình, tán thán. Có một số đạo quân tiền sử chuyển thế tiên giới không phải bị đế vật tôn ép buộc, mà cho rằng tiên giới hiện tại đã siêu thoát bất kỳ kỷ nguyên nào từ xưa đến nay. Điều này càng kinh khủng hơn, khiến đạo quân tiền sử cho rằng có khả năng siêu thoát, cam tâm tình nguyện chuyển thế đến tiên giới, góp phần hoàn thiện tiên đạo. Đế vật tôn đúng là nhân tài, Vô Cực Thiên Tôn hiếm khi gặp được. Vô Cực Thiên Tôn khen không dứt miệng. Tiên giới bây giờ chắc thật ra là một góc rất nhỏ bên trong tương lai. Sau này đế và tôn sẽ mở ra hỗn độn, khiến tiên giới to gấp trăm vạn lần với hiện tại. Vô Cực Thiên Tôn nhỏ giọng nói. Người ta tin rằng đế và tôn đã chết đi, đã đồng quy vô tận, thế nhưng ta thì không. Có thể bày ra cách cục như vậy, phá hủy vô nhân cấm khu, khiến cho đạo quân tiền sử cho rằng đây là một thời đại siêu thoát, thì làm sao tự tàn sát lẫn nhau được, chết chung được đây. Thế nhưng đế và tôn, rốt cuộc các ngươi núp ở đâu rồi? Vô Cực Thiên Tôn nhìn khắp tiên giới, cũng không thấy đế và tôn ẩn ở trong chỗ nào. Toàn tiên giới tràn ngập hơi thở đế và tôn, nhưng không nơi đâu có bóng dáng hai người. Điều này thật kỳ lạ. Vô Cực Thiên Tôn không tin đế và tôn đã chết đi. Gã không tin hai người rời khỏi tiên giới, quay về quê hương của mình. Từ các sắp xếp nhìn ra, đế và tôn hùng tài đại lược, nhân vật như thế sẽ không ham quyền thế thoáng chốc mà tự giết nhau, sẽ không bỏ đi, vứt đi thành quả của mình sang một bên được. Vô Cực Thiên Tôn cho rằng đế và tôn còn ở tiên giới, hoặc ẩn trong góc hỗn độn nào đó, không xen vào tiên giới phát triển, để mặc tiên giới tràn ngập đủ loại biến số, mặc kệ biến số thay đổi tương lai tiên giới, khiến cho tiên đạo phát triển đến tận cùng huy hoàng. Nếu đế và tôn còn trong tiên giới nhúng tay vào, có hai người này cao cao tại thượng, thì thế hệ mới bao gồm đạo quân chuyển thế sẽ không đứng ra bộc lộ tài năng, sẽ không siêu thoát vượt qua được. Đế và tôn làm phủi trưởng quầy, ngược lại mang đến sức sống bừng bừng cho tiên giới, tràn ngập biến số thay đổi, do đó có vô số khả năng có hy vọng siêu thoát. Làm phủi trưởng quầy không tham gia vào tiên đạo mình sáng tạo ra, khí phách của hai người này lớn đến đáng sợ. So sánh thì khí độ của Bất Không đạo nhân kém hơn một bậc, thế nhưng vẫn cao minh hơn đạo quân khác rất nhiều. Sao? Thật kỳ lạ. Sao bỗng nhiên sợ nhân quả giữa ta và Huyền Thiên giáo chủ lại sáng lên vậy? Vô Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm thân mình xem các nhân quả, chợt thấy sợ nhân quả kết nối mình và Giang Nam bỗng sáng rực lên. Điều này đại biểu không phải Vô Cực Thiên Tôn mang đến kiếp số cho Giang Nam, mà là ngược lại. Chuyện gì đây? Sao tiểu tử này tính ra ta mang đến kiếp số? Mãi đến bây giờ ta mới biết kiếp số tới gần như vậy. Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt, gã cảm giác kiếp số của mình đang đến gần. Vô Cực Thiên Tôn bị che nhân quả, khi kiếp số đến gần kề mới cảm giác được chuyện này không thể xảy ra. Tạo nghệ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn cao biết mấy, ai che mắt được gã đây? Thế nhưng Giang Nam làm được, khiến cho Vô Cực Thiên Tôn phát hiện khi nhân quả gần trong gang tấc. Vô Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm sợ nhân quả, thấy Giang Nam vạn chú thiên trung, một con rồng to khổng lồ kỳ lạ, bối cảnh là hỗn độn mông lung. Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt nói, Huyền Thiên giáo chủ đã đáng sợ đến mức này rồi sao? Nhờ vào hỗn độn tiên thiên pháp báo linh báo để che mắt ta. Huyền Thiên giáo chủ khôn ngoan đến mức này, tính ra ngày và địa điểm ta thoát khốn vào hỗn độn trước để che đi cảm ứng nhân quả của ta sao? Vô Cực Thiên Tôn xem trọng Giang Nam, cảm thấy hắn sâu không lường được. Vô Cực Thiên Tôn nào biết được rằng Giang Nam không hề tính ra ngày và địa điểm gã thoát khốn. Hắn bị con rồng to mang vào sâu trong hỗn độn, vô tình đụng phải nơi Vô Cực Thiên Tôn thoát khốn, nên mới biết gã vừa chạy ra. Cái gọi là trùng hợp, Vô Cực Thiên Tôn nắm giữ nhân quả trong lòng bàn tay cũng bị che đi trí tuệ, suy nghĩ lung tung. Vô Cực Thiên Tôn cho rằng Giang Nam là cáo già âm hiểm, mưu kế thâm sâu. Sợ nhân quả tỏa sáng rực rỡ, tim Vô Cực Thiên Tôn rất kế bịch. Nhanh vậy sao? Vô Cực Thiên Tôn mới nghĩ đến đây, chợt nghe thanh âm vang dội. Giáo chủ, chúng ta sắp đánh tên nhóc lùn này sao? Vô Cực Thiên Tôn cảm giác khí thế bất diệt kiêu ngạo càn rỡ đến gần, hắn vụt xoay người,
cơ mặt của Vô Cực Thiên Tôn cứng ngắc lại. Vô Cực Thiên Tôn nhờ tịch diệt thiên hỏa trong mảnh đất bỏ hoang luyện thành thân hình kiếp này, chưa xuất thế là trẻ sơ sinh khổng lồ cỡ hành tinh. Bây giờ Vô Cực Thiên Tôn sinh ra, trong mấy ngàn năm trưởng thành, người khổng lồ thiếu niên cao trăm vạn dặm. Thế nhưng con rồng to, to lớn, bay tới gần, so với Vô Cực Thiên Tôn thì đúng là gã nhỏ xíu. Trước mặt con rồng to khổng lồ này, Vô Cực Thiên Tôn nhỏ bé đến đáng sợ. Giang Nam đứng trên đầu con rồng to, tay áo phất phới, phong độ phiêu nhiên. Giang Nam cười tủm tỉm mà nhìn Vô Cực Thiên Tôn. Nụ cười đó làm cho Vô Cực Thiên Tôn thấy Giang Nam thật cao thâm khó dò. Mặt Vô Cực Thiên Tôn xa sầm, bình tĩnh nói: Huyền Thiên giáo chủ, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi nghĩ... Giang Nam mở miệng nói: Rồng to, đánh hắn, đạp hắn, chà đạp hắn đi. Chuyện nhỏ. Con rồng to hưng phấn xông lên đánh giết Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn vừa kinh vừa giận, lạnh lùng cười: Huyền Thiên, người nghĩ dựa vào con rồng ngốc này là có thể làm gì được ta hay sao? Ta tung hoành 18 thời đại. A à... Đinh. Giang Nam lấy vạn chú thiên trung ra, hăng hái xông lên, không cho Vô Cực Thiên Tôn nói tiếp. Vô Cực Thiên Tôn chưa nói xong đã bị tiếng chuông lấn át. Một người một rồng liền reo lên: Đánh chết hắn ta, đánh chết hắn. Cũng trong lúc này, Vô Cực Thư Đồng đã đến tiên giới. Nó chỉ như thư yêu từ đại đạo Vô Cực Thiên Tôn viết trong sách biến ra, thế nhưng khá lợi hại. Dù không còn Vô Cực Đạo Thư thì thực lực của Vô Cực Thư Đồng xứng là cường giả trong thiên quân tiên giới, chỉ thua Giang Nam một bậc. Thần thức Vô Cực Thư Đồng quét các đại thế lực tiên giới, dò tìm rõ ràng vị trí của các đạo quân chuyển thế trong tiên giới. Thần thức của Vô Cực Thư Đồng cường đại khiến cho các cường giả tiên giới rung động. Một thiên quân chưa từng xuất hiện đột nhiên đến tiên giới, đương nhiên gây ra chấn động, bao nhiêu người chú ý. Vô Cực Thư Đồng không quan tâm những chuyện này, sau lưng nó có Vô Cực Thiên Tôn, một trong các yêu tộc mạnh nhất từ xưa đến nay. Vô Cực Thư Đồng không sợ bị cường giả tiên giới chú ý. Đối với Vô Cực Thiên Tôn thì không nhiều đạo quân tiền sử lọt vào mắt của gã, huống chi đa số cường giả trong tiên giới đâu phải là thiên quân. Vô Cực Thư Đồng truyền âm đến các đại giáo môn. Không lâu sau đó, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, vân vân đều chạy đến, Vạn Vật Đạo Tổ cũng có mặt. Các tay chùm vòng quanh Vô Cực Thư Đồng. Thư Đồng như trẻ sơ sinh, cao chưa tới một thước, mặc áo ngắn tay nhỏ xinh. Đám người Thánh Ma Thiên Tôn biểu tình trầm trọng. Thần Mẫu Đạo Quân nhuyễn miệng cười nói: Tiểu đạo nhân thật đáng yêu, không biết tiểu đạo nhân kêu chúng ta đến có chuyện gì? Vô Cực Thư Đồng ngước đầu mỉm cười nói: Đại lão gia nhà ta sắp giáng lâm tiên giới, lệnh cho ta đến thông báo cho các vị, đi nghênh tiếp ngài, không đến mức thất lễ. Sao? Kêu chúng ta đi nghênh tiếp sao? Các đạo quân chuyển thế bật cười thành tiếng, thế nhưng tiếng cười thấp dần. Vô Cực Thư Đồng có sức chiến đấu thiên quân mà còn phải gọi nhân vật kia là đại lão gia, vậy người kia có lai lịch không nhỏ. Biểu tình của Vạn Vật Đạo Tổ trầm trọng, nghiêm túc hỏi: Dám hỏi lão gia của tiểu đạo nhân là ai, từ đâu đến vậy? Vô Cực Thư Đồng nhìn khuôn mặt từng người cười nói: Các vị không dám giấu giếm, đại lão gia nhà ta xuất thân trước 17 thế đại, một trong ba điện chủ đạo quân điện, Vô Cực Thiên Tôn, Vô Cực đại lão gia. Lần này đại lão gia nhà ta chuyển thế, sắp làm chuyện lớn trước giờ chưa từng có. Các đạo quân chuyển thế chấn động, vẻ mặt nghi ngờ. Đạo quân điện là tồn tại thần thánh biết mấy, nơi đó gọi là đạo quân điện, thế nhưng không phải tất cả đạo quân đều được vào. Đạo quân vào đạo quân điện toàn là người đứng đầu các đạo quân. Đạo quân điện là thánh địa trong mắt đạo quân. Các đời đạo quân tuy biết tiếng đạo quân điện, thế nhưng không nhiều người xuyên qua vô nhân cấm khu vào đạo quân điện được. Thế nhưng cũng có người đã được vào đạo quân điện. Ví dụ Vạn Vật Đạo Tổ từng đi đạo quân điện thỉnh giáo một phen, nhưng Vạn Vật Đạo Tổ không có duyên vào đạo quân điện tu hành. Sư huynh Khổ Trúc của Khổ Hạnh Thiên Tôn đi đạo quân điện một chuyến, được cho cách luyện chế tiên thiên pháp bảo. Khi trở về
khổ trúc luyện mình thành thiên tiên pháp bảo tiên thiên khổ trúc, để khổ hạnh thiên tôn cầm tiên thiên khổ trúc độ qua tịch diệt kiếp, giữ lại một tia hy vọng cho thời đại sa môn. Đạo quân điện là nơi như thế, cổ xưa, siêu nhiên, sừng sững ở tận cùng thời gian và không gian. Vô nhân cấm khu bắt đầu từ các đạo quân tiền sử, không có tư cách vào đạo quân điện nên quay quanh đại điện đối kháng với tịch diệt kiếp, tịch diệt đạo nhân. Hiện giờ điện chủ của đạo quân điện bí ẩn xuất hiện, muốn cho bọn họ đi nghênh đón, đây là chuyện quan trọng biết mấy. Đẳng cấp như khổ hạnh thiên tôn, vạn vật đạo tổ cũng không kiềm được nỗi lòng rung động, đạo tâm lắc lư. Kỳ ngộ này từ xưa đến nay rất khó cầu. Bọn họ cho rằng vô cực thư đồng kêu bọn họ đi nghênh đón đại lão gia là trò cười lớn nhất thế gian. Thế nhưng nếu là điện chủ đạo quân điện thì không phải trò cười, đó là vinh hạnh. Không đi nghênh đón mới là thất lễ. Vô cực thiên tôn là một trong ba điện chủ đạo quân điện. Chỉ riêng đạo đồng của gã đã là thiên quân, có thể tưởng tượng người này cường đại cỡ nào. Thánh Ma Thiên Tôn nghiêm túc nói: xin đạo hữu dẫn đường cho. Đám người khổ hạnh thiên tôn gật gù, thần mẫu đạo quân cũng động tâm định đi nghênh đón vô cực thiên tôn. Ba điện chủ đạo quân điện tồn tại cao cao tại thượng, bình thường làm gì được ngắm nhân vật như thế. Bây giờ vô cực thiên tôn chuyển thế, đi gặp mặt sẽ được lợi rất lớn. Vô cực thư đồng dẫn đường ngay. Các đạo quân chuyển thế lên đường, vẻ mặt kính cẩn bay ra tiên giới. Tại hỗn độn thiên quốc, linh nữ, đại diễn cổ thần, la ma cổ thần, ma kha thiên quân, thiên nguyên thần tổ tụ tập lại, ánh mắt như điện nhìn nhóm thánh ma thiên tôn, chú ý hành động của bọn họ. Lúc trước thần thức vô cực thư đồng quét khắp tiên giới đã kinh động đến bọn họ. Các đạo quân chuyển thế tụ tập lại càng làm cho cường giả hỗn độn thiên quốc cảnh giác hơn. Giữa đạo quân chuyển thế không hòa thuận, không đồng lòng, bọn họ mỗi người đều tự lo thân mình, có khi xung đột không ai phục ai. Đạo quân chuyển thế năm bè bảy mảng, uy hiếp hỗn độn thiên quốc không lớn. Hiện giờ đám đạo quân chuyển thế tụ tập lại, các cường giả hỗn độn thiên quốc đều cảnh giác. Nếu đạo quân chuyển thế hợp sức với nhau thì hỗn độn thiên quốc khó mà đỡ công kích từ bọn họ, sẽ bị công phá hủy diệt. La ma cổ thần lấy làm lạ hỏi: thật kỳ lạ, những đạo quân chuyển thế tụ tập lại thì thôi, sao bây giờ còn cùng nhau đi ra khỏi tiên giới vậy? Thiên nguyên thần tổ trầm giọng nói: điều ta quan tâm nhất là đứa nhỏ kia là ai kìa. Nó phát ra thần thức cường đại như thiên quân vậy, nhìn quét hỗn độn thiên quốc ta, lai lịch không giống với bình thường. Chẳng lẽ là tồn tại xa xưa nào đó trong vô nhân cấm khu chuyển thế sao? Các ngươi nhìn xem, đám khổ hạnh vạn vật rất cung kính với nó, chắc là lịch siêu to và đáng sợ rồi. Vẻ mặt của đại diễn cổ thần trầm trọng phủ nhận nói: thần tổ, có lẽ ngươi đoán sai rồi. Đám khổ hạnh vạn vật tôn kính không phải đứa nhỏ này, mà là người đứng sau lưng nó kìa. Làm ta tò mò là vạn chú đạo quân thuộc thế hệ đạo huynh, tại sao cũng tụ tập với bọn họ, bộ dáng rất cung kính với đứa nhỏ này. Đám người thầm lấy làm lạ. Ma Kha Thiên Quân cười khẽ: ta biết rồi, nhân vật sau lưng đứa nhỏ này chắc xuất thân từ đạo quân điện tận cùng vô nhân cấm khu. Chỉ có thủ lĩnh trong đạo quân điện mới khiến đám đạo quân chuyển thế cung kính như vậy thôi. Lòng các cường giả hỗn độn thiên quốc nặng trĩu, tồn tại đạo quân điện nhúng tay chuyện tiên giới không phải điều tốt cho bọn họ. Linh nữ gật gù nhíu mày liễu nói: người kia rất có thể đến từ đạo quân điện, phụ thân của ta từng tới đó, rất khâm phục tồn tại bên trong đạo quân điện. Đạo quân điện bình thường không can thiệp vào thời đại nào, tại sao lần này lại nhúng tay vào tiên giới vậy? Ma Kha Thiên Quân nói: đại nhân vật đạo quân điện giáng lâm khiến các đạo quân chuyển thế tự mình đón chào. Đám đạo quân chuyển thế tụ tập lại rất là đả kích chí mạng cho hỗn độn thiên quốc ta, càn quét tiên giới, không biết linh nữ có cách ứng đối gì không? Linh nữ liếc Ma Kha Thiên Quân trả lời: Ma Kha cổ thần là đại trí tuệ cổ thần của hỗn độn thiên quốc ta, chắc có cách đối phó phải không? Hai người đối đầu nhau không nói rõ, thế nhưng từng câu từng chữ sắc bén như dao vậy. Đại diễn cổ thần hắng giọng mở miệng nói: tiên quân đến từ đạo quân điện, dù mạnh cách mấy cũng không thể tùy ý làm bậy được. Chúng ta cứ chờ xem
người đó hành động như thế nào rồi tính tiếp vậy? Linh nữ Ma Kha Thiên Quân ngừng đối đầu. Linh nữ khẽ thở dài. Nếu như người này tùy ý làm bậy thì... Linh nữ cười chua xót nói, thì ai ngăn nổi đây? Đại diễn cổ thần Ma Kha Thiên Quân, Lama cổ thần, Thiên Nguyên thần tổ, tâm tình cũng nặng nề lẩm bẩm. Đúng vậy, ai ngăn nổi đây? Bọn họ mạnh nhất tiên giới, thế nhưng lúc này cũng đành bó tay. Ma Kha Thiên Quân luôn tự tin, nắm giữ mọi chuyện cũng thấy bất lực. Trong tầng hư không thứ 7 tiên giới, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế hiếm khi ngồi chung với nhau. Bọn họ chú ý đến hướng đi của đám người Vô Cực Thư Đồng, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ. Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân là loại người trí tuệ vô song, thế nhưng bọn họ không hiểu nhiều về Đạo Quân Điện. Nếu đúng là người từ Đạo Quân Điện thì rất nguy hiểm. Trước mắt Đạo Quân Tiền Sứ, mỗi người tự đánh một phía. Nếu người này thống nhất các Đạo Quân Tiền Sứ lại, thì dân bản xứ tiên giới ta sẽ gặp tai họa ngập đầu, tiên giới sắp đổi chủ. Thái Nhất Thiên Quân khẽ thở dài nói, chúng ta tranh chấp là vì tiên nhân, dù đánh người chết ta sống, thế nhưng trời tiên giới sẽ không thay đổi. Nếu Đạo Quân Tiền Sứ chuyển thế tiêu diệt chúng ta, thì tiên giới thật sự sẽ đổi trời, cơ nghiệp của hai vị sư tôn sẽ rơi vào tay người khác mất thôi. Huyền Đô Thiên Quân gật đầu nói, ta không biết nhiều về Đạo Quân Điện, nghe nói hai vị ân sư và Đạo Quân Điện đã có hiệp ước với nhau, tồn tại Đạo Quân Điện không được bước ra Đạo Quân Điện đi vào tiên giới. Bây giờ tồn tại Đạo Quân Điện đi ra là phá vỡ hiệp ước với hai vị ân sư, tiên giới sẽ gặp nguy hiểm. Tồn tại cường đại như vậy là vô địch thế gian, tiên giới sẽ... Huyền Đô Thiên Quân thở ra lắc đầu. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn Càn Nguyên Tiên Đế hỏi, bệ hạ, tiên hậu nương nương và thái tử điện hạ đi nghênh tiếp người đó, bệ hạ có biết tin không? Càn Nguyên Tiên Đế nhẹ gật đầu, ta mới nhận được bọn họ truyền âm bảo người đến là điện chủ Đạo Quân Điện Vô Cực Thiên Tôn. Sao? Điện chủ Đạo Quân Điện ư? Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân cùng hít ngụm khí lạnh. Bọn họ cứ nghĩ là đạo quân trong Đạo Quân Điện đến, ai ngờ lại là điện chủ. Đạo quân ra từ Đạo Quân Điện, dù là người bình thường nhất cũng đã là vô địch trên đời, huống chi là điện chủ đây. Đẳng cấp điện chủ là cao thủ mạnh nhất các thể đại, viên mãn đạo quân, ai đánh lại nổi đây? Thế nhưng Vô Cực Điện Chủ đã chuyển thế rồi. Càn Nguyên Tiên Đế tiếp tục nói, đã chuyển thế thì sẽ không quá mạnh, cùng lắm cũng chỉ là thiên quân, không thể nào thành tựu đạo quân. Bây giờ tiên giới chưa có cơ hội thành tựu đạo quân được. Tiên giới hiện tại chưa viên mãn, 3.000 đại đạo chưa hoàn thiện, 3.000 tiên châu chưa xuất hiện hết, hỗn độn chưa mở ra, người chuyển thế chưa chứng được đạo quân. Nếu người này không tu luyện tiên đạo thì vẫn có thể chứng đạo quân. Thái Nhất Thiên Quân cười khẩy nói, cứ cho rằng người đó là thiên quân thì ai đấu lại nổi đây? Mấy người trầm mặc, Thái Nhất Thiên Quân khẽ thở dài. Tồn tại mạnh nhất lịch sử, cảnh giới thiên quân đủ càn quét quần hùng. Bây giờ ai ngăn nổi đây? Ai có thể ngăn lại đây? Càn Nguyên Tiên Đế, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân lòng cay đắng, thấy bất lực. Tiên giới sẽ rơi vào tay vật khổng lồ đó, mặc cho người đó quay vòng vòng hay sao?